Hello, chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình nhận được con M20 này các bạn. Đây, bị khóa Google nhá. Thì đây mình vào recovery cho các bạn xem này. Thì các bạn đầu tiên các bạn vào recovery như mình nhá. Volume cộng cộng phím nguồn. Khi lên nguồn thì các bạn boom phím nguồn, các bạn giữ volume cộng. Đấy, khi lên recovery này các bạn xem phiên bản có như mình không thì các bạn làm theo cách này của mình nhá. Mình sẽ chia sẻ các bạn xóa tài khoản Google của nó nhá. Đây, phiên bản Android 10 này. Đấy. S4 nhá các bạn. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ report lên, mình hướng dẫn cho các bạn nhá. Thì những con Android 10 thì các bạn hay ấn phím volume trừ với phím nguồn để chụp ảnh, nhưng mà con này nó không cho nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm khi bị fit nhá. Rồi ok, thì các bạn chờ cho nó khởi động lên này. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào. Ai mà yêu quý mình thì cho mình một chia sẻ nhá. Rồi ok, nó lên này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kích hoạt cho các bạn xem nhá. Đây. Đấy. Đây, các bạn làm có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại comment cho mình sẽ cố gắng mình hỗ trợ các bạn nhá. Cách này thì khá là đơn giản đấy các bạn ạ. Đây, mình kích hoạt lại cho bạn xem một lần nữa nhá. Thì những model nào nó mới ra thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật cho các bạn nhá. Hiện tại thì mình không có máy nhiều nên là mình không làm video nhiều, mình chia sẻ cho các bạn. Đây thì nó yêu cầu tài khoản Google này các bạn. Đấy, mật khẩu này, chữ Z mình vẽ không được nhá. Thì đây, mình ấn sử dụng Google này. Thì tí nữa mình sẽ cài mật khẩu chữ Z nhé các bạn. Mình thì đa số là mình cài chữ Z hết. Đấy, yêu cầu tài khoản Google nhá. Thì đầu tiên các bạn quay lại cho mình này. Đây, các bạn quay lại cho mình. Các bạn quay lại chỗ wifi cho mình nhá. Đây, mình quay hơi quá tay. Đấy, chỗ wifi này. Thì các bạn ấn cùng lúc chữ tiếp và chữ tắt wifi cho mình này. Đấy. Không được này các bạn. Các bạn làm lại cho mình nhá. Các bạn nhanh tay hộ mình nhá. Đây, tắt wifi với chữ tiếp này. Đấy. Không, các bạn ấn cái tay vào màn hình này. Rồi, ok, thì các bạn làm lại một lần nữa nhá. Bật lên lại này. Đây. Các bạn nhanh tay nhá, các bạn ấn cùng lúc hai phím cho mình này. Đấy. Đấy, thì nó sẽ hiện cái thông tin như này nhá, thông tin ứng dụng như này nhá. Các bạn ấn vào thông tin cho mình này. Rồi, tiếp theo các bạn vào quyền cho mình này. Các bạn ấn vào tìm kiếm ở đây cho mình nhá. Tiếp theo các bạn gõ cho mình chữ Google này. Google này. Đấy. Thì đây, nó sẽ hiện Google như này. Các bạn ấn vào cho mình này. Các bạn ấn mở ra cho mình nhá. Tiếp theo ở chỗ biểu tượng tìm kiếm này, các bạn vào ấn vào, bạn ấn cho mình chữ cài đặt nhá. Đấy. Bạn ấn vào cài đặt cho mình này. Rồi các bạn rời xuống này. Các bạn sẽ vào sinh học và bảo mật đây cho mình nhá. Tiếp theo này, các bạn chọn vào cài đặt bảo mật khác này. Các bạn rời xuống cửa sổ ghim đây, các bạn bật lên cho mình nhá. Đấy. Rồi xong các bạn ấn vào cho mình này. Xong các bạn ấn bật lên tiếp cho mình này. Thì bây giờ các bạn sẽ cài cho mình một cái mẫu hình nhá, hoặc mã pin tùy nhá. Mình thì thích mẫu hình đây, mình yêu cầu này, tiếp này. Rồi đây mình cài lại chữ Z nhá các bạn. Đấy, tiếp này. Z tiếp này. Xác nhận. Rồi ok, thì bây giờ nó thêm vân tay thì các bạn không cần thêm nữa nhá, các bạn cứ quay lại cho mình này. Đấy, các bạn quay lại về ban đầu cho mình nhá. Rồi tiếp theo các bạn kích hoạt lại cho mình này. Bật này. Nhớ là các bạn cái này phiên bản level 4 nha các bạn. Các bạn gặp thì các bạn cứ áp dụng nha. Đấy, các bạn kích hoạt lại cho mình. Thì bây giờ kích hoạt thì xem có chữ bỏ qua là ok nha các bạn. Đấy. Đây thì các bạn vẽ cho mình chữ Z lúc nãy mình cài này. Rồi ok, thì bây giờ nó đã có chữ bỏ qua ở đây cho các bạn, bỏ qua Google cho mình. Nếu bạn kích hoạt vào trong nhá. Rồi ok, chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhá, để kênh mình phát triển hơn nhá các bạn. Rồi ok, chào tất cả các bạn.